người đẹp dùng phòng chung cư làm nơi mở tiệc bay lắc ma túy cùng bạn bè. Nguyễn Thị Trang đã sử dụng phòng chung cư mini của mình làm nơi mở tiệc ma túy cùng bạn bè bay lắc. Ngày 21 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1999, Phan Thị Hồng, sinh năm 1999, cùng trú tại xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Trần Thiện Hải, sinh năm 1993, trú phường Quán Bầu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Thị Trang, Phan Thị Hồng, Trần Thiện Hải bị tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, Trang, Hồng và Hải đã làm đơn xin giảm án. Trước đó, Trang và Hồng xuống thành phố Vinh thuê chung cư mini ở chung. Ngày 5 tháng 7 năm 2022, Trang nói với Hồng tối nay gọi bạn đến phòng để sử dụng ma túy, bóng cười. Trang điện thoại rủ Hải tối đến phòng sử dụng ma túy. Đến 20 giờ cùng ngày, Hải đem theo một viên thuốc lắc, một gói ketamine mà trước đó mua của nhân viên tại quán karaoke nổi tiếng trên thành phố Vinh đến phòng Trang. Ngoài ra, Hải còn đặt bóng cười rồi nhờ người ship đến phòng của Trang. Trong quá trình cả nhóm đang sử dụng ma túy thì bị công an phát hiện. Hội đồng xét xử xác định Trang là người khởi xướng, Hồng là người chuẩn bị các vật dụng để sử dụng ma túy, Hải là người đem ma túy đến. Mặc dù xin giảm nhẹ hình phạt nhưng các bị cáo không cung cấp thêm tình tiết nào mới để xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của các bị cáo, y án mỗi bị cáo 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.